Mr. Olympia năm 2020, cuộc thi cuối cùng của huyền thoại Dexter Jackson. Sinh năm 1969, Dexter Jackson được đánh giá là vận động viên sở hữu kinh nghiệm và bề dày nhất trong cuộc thi Mr. Olympia 2020 sắp tới. Hơn bất kỳ người nào khác, Jackson đến từ Florida, anh đã giành được nhiều danh hiệu thể hình chuyên nghiệp hơn bất kỳ người nào khác. Anh ấy đã xuất sắc giành được kỷ lục Arnold Classic 5 lần, năm 2005, 06, 08, 2013 và 2015. Sau khi vô địch Arnold Classic vào năm 2015, anh tiếp tục về vị trí thứ hai trong cuộc thi Mr. Olympia năm 2015. Tính đến năm 2019, Jackson đã giành được kỷ lục 29 danh hiệu thể hình chuyên nghiệp IFBB, 20 lần xuất hiện tại Mr. Olympia. Vận động viên thể hình duy nhất giành được hai danh hiệu chung cuộc trong cả hai cuộc thi thể hình Mr. Olympia và Master Olympia. Jackson là một trong ba vận động viên thể hình duy nhất đã chiến thắng cả cuộc thi thể hình Mr. Olympia và Arnold Classic. Jackson là vận động viên nam thể hình lớn tuổi thứ hai từng giành chiến thắng trong chương trình thể hình chuyên nghiệp IFBB mở rộng ở tuổi 49. Và Mr. Olympia 2020 là cuộc thi cuối cùng của Jackson. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ về việc tôi muốn sự nghiệp của mình kết thúc như thế nào, Jackson nói trong thông báo. Tôi muốn đi ra ngoài theo các điều kiện của mình. Tôi vẫn có khả năng giành chiến thắng trong bất kỳ chương trình nào tôi tham gia. Và vào tháng 9, Olympia là chương trình vĩ đại nhất trong lịch sử thể hình mà tôi muốn lần cuối cùng mình lên sân khấu ở Vegas để đấu với những người giỏi nhất thế giới. Bản cập nhật theo sau một thời gian dài không hoạt động, suốt quá trình thi đấu không có chấn thương nào được công bố. Ở tuổi 50, Jackson có thể hình tuyệt vời đối với bất kỳ vận động viên nào và anh thấy dễ dàng giữ được ở những đặc điểm thể hình của một cựu Mr. Olympia. Tuy vậy, đây không phải là phát ngôn ngông cuồng của một vận động viên hơn 50 tuổi. Anh hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh chức vô địch Mr. Olympia 2020 với các vận động viên thể hình trẻ khác. Bằng kinh nghiệm, cơ bắp vạm vỡ chính mình, Jackson quả thực là nỗi lo lắng cho bất kỳ thế hệ đàn em nào phải để mắt. Chiều cao của anh 1m68, trọng lượng 98kg. Rất nhiều vận động viên thể hình cuối cùng đã tự nhận cho mình những chấn thương kết thúc sự nghiệp khi họ tập luyện quá sức. Chấn thương bánh chè, mắc cá chân đều có thể là chấn thương kết thúc sự nghiệp đủ nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao Jackson rất có trách nhiệm vận động các vận động viên dành thời gian để lắng nghe cơ thể và nghỉ ngơi điều độ. Nhiều vận động viên thể hình thường xuyên sử dụng các loại thuốc tăng cường hiệu suất tập luyện và có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Dexter Jackson vô cùng lo lắng về câu chuyện này và luôn ra sức cải thiện chất lượng thể hình của các đồng nghiệp, tiên phong như một huyền thoại sống của môn thể thao này. Là những người yêu thể hình, hãy cùng chúc cho Dexter Jackson có một cuộc chiến cuối cùng hết mình trên sàn đấu danh giá nhất thế giới Mr. Olympia 2020 nhé. Nếu video này cho bạn thêm động lực để rèn luyện sức khỏe, đừng quên bấm like để tiếp tục xem thêm nhiều video ý nghĩa hơn nữa. Truy cập website thol.com.vn để sử dụng sản phẩm của BBT các bạn nhé. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.